Em chào các bác. Bác nào ở đây đang muốn mua pha đin đẹp thật chất thì các bác cân đối cho em chiếc xe này các bác nhá. Em mới về một chiếc VinFast pha đin sản xuất và đăng ký 2020 màu đỏ các bác ạ. Con này của em nó là phiên bản là bay. Bản bay nó là phiên bản thấp nhất đấy mọi người. Nhưng mà ở thị trường Việt Nam mình thì cái bản bay này này mọi người lại được sử dụng nhiều nhất các bác nhá. Tức em nhấn mạnh với các bác là nếu như bác nào ở đây đang muốn mua một chiếc VinFast pha đin đẹp mọi người, tức là yêu cầu của các bác là không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích, xe chạy ít và nội thất ngoại thất là phải còn tươi, thì em khẳng định với các bác con xe này của em đáp ứng đủ nhu cầu cho các bác mọi người nhá. Chia sẻ với các bác luôn là xe chạy chỉ có 5 vạn xịn nữa các bác ạ. Em không tời không tua. Hôm trước em có làm clip đi mua rồi các bác. Các bác nắm qua được tình hình lúc mà em mua mộc con xe này nó như thế nào, thì bây giờ nó vẫn còn nguyên bản như vậy. Em mới cho dọn nội thất qua và khoang máy qua nó rất là mới. Nên em hôm nay em quay qua chia sẻ với các bác mọi người nhá. Các bác em cái vô lăng này các bác này. Nếu cái vô lăng mà nó chạy nhiều các bác, nó không bao giờ nó còn được đẹp như này đâu các bác. Đó. Con xe này thì chủ nhân đã độ thêm một bộ màn hình Android các bác nhá, cộng với camera hành trình này. Đó. Nên là các bác về chúng ta sẵn đỡ được cái tiền này. Con này nó đã sử dụng điều hòa cơ các bác nhá. Ba cái phím bấm các bác nhìn này, mới tinh. Hay cần số để số tự động mà mọi người. Và anh chủ nhân anh độ thêm một cái bệ tỉ tay này mọi người, rất là tiện, hợp lý này. Thứ nhất chúng ta để đồ. Thứ hai là các bác khi chúng ta lái xe có cái chỗ tì tay thì các bác phải công nhận với em một điều là cũng rất thích đúng không ạ? Đây, nội thất này các bác này, cực kỳ đẹp các bác nhé. Cái ghế bên phụ này, ghế bên phụ thì gần như không có người ngồi đến rồi, rất ít sử dụng. Ghế bên lái nó đẹp như thế kia mà các bác, mà ghế nó còn căng phồng luôn. Các bác yên tâm về vấn đề chất lượng mọi người nhá. Về vấn đề keo chỉ này các bác, em xin nhắc lại với các bác là em cam kết với các bác chiếc xe này em có thể bao check toàn quốc. Từ hãng cho đến bên cơ sở thứ ba mọi người nhá. Và em cũng khuyến khích khách hàng là chúng ta nên mang những chiếc xe như này đến anh Đức chữ tín đấy mọi người ạ. Các bác check đi. Các bác check để cho các bác yên tâm mà em bán ra cho các bác khi mà con xe nó đẹp mọi người. Thì em cũng cảm thấy thoải mái lắm các bác ạ. Đó. Em quay xa một chút để cho các bác ngắm qua nhá. Còn các bác ơi, không phải là em có pha đin mà em khen pha đin đâu. Nhưng mà cái chiếc xe VinFast pha đin này nó đi thích hơn con i10 và Morning đấy các bác ạ. Bởi vì nó được trang bị động cơ 1.4. Nó được trang bị động cơ 1.4. Sơn zin của chiếc xe này nó còn khoảng đến 90% cơ các bác. Đây này các bác này. Đây là hàng ghế thứ hai này. Các bác nhìn giúp em này. Cái ghế thứ hai này gần như không có người ngồi đến chi các bác ạ. Nó còn nguyên bản hết từ đầu đến đuôi. Nguyên bản cực kỳ đẹp các bác ạ. Táp ly này, không một vết xước nào cả các bác nhá. Quá đẹp. La răng đúc mà. Các bác ơi, là răng đúc rồi, nguyên bản theo xe bác nhá. Bản bay nó là như thế này này các bác ơi. Camera lùi tích hợp với màn hình Android. Ốc cốp này các bác này. Quá đẹp này. Tấm chắn đồ này. Bộ thảm nỉ nguyên bản theo xe vẫn còn ở trên xe các bác nhá. Đây các bác này. Chấm sơn này. Lốp sơ cua chưa hạ các bác ạ. Sơ cua chưa hạ các bác nhá. Xe mới mà các bác, nó cực kỳ là mới. Xe mới thì nó đẹp như nào thì em phải chia sẻ với các bác là nó đẹp. Gương này, cái mí gương này các bác này, chưa mất một chút nào cả. Mí gương này, xi nhan tay xe này, tay nắm cửa này các bác này, cực kỳ là đẹp đúng không các bác? Keo chỉ này em xin phép các bác là thôi em bỏ qua mọi người nhá. Em bỏ qua về vấn đề keo chỉ, em cam kết với các bác rồi. Tức là nếu như bác nào mà đến xem chiếc xe này của em mà nó không đúng như em mô tả mọi người, em hoàn toàn chịu trách nhiệm và em tặng chi phí đi đường cho tất cả các bác. Bởi vì xe đẹp là nó là xe đẹp các bác ạ. Đây là nội thất của chiếc xe này các bác này. Các bác phải kiếm những con xe mà nó đẹp một chút các bác đi. À, giá bán, em đang chào bán chiếc xe này với giá là 309 triệu em bao rút hồ sơ các bác nhá. 309 triệu em bao rút hồ sơ các bác ạ. Các bác nhìn cho em cái ghế lái này. Con này còn nâng hạng ghế các bác nhá. Ghế lái nếu như mà chạy nhiều rồi không bao giờ cái ghế lái nó còn được đẹp căng phồng như này đâu các bác ạ. Đó. Ghế lái này. Lưng ghế này. Vô lăng thì tuyệt vời rồi, em quay vô lăng rồi. Quan trọng là máy nữa đúng không các bác? Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe VinFast pha đin, các bác đợi em tí nhá. Em à. Đây các bác nhá, đây là cái ốc cabo này. Các bác nhìn con ốc cabo này không có dấu hiệu của sự phẩy lại các bác nhá. Keo chỉ này.
nó rất là đều, tròn, đều, đều đặn các bác nhá. Tem này, đó, chấm sơn của cái tem này. Cabo này, logo của GM này. Ốc tai này các bác này. Bình nước phụ này các bác này, chấm sơn này. Đó. Khóa khóa này, tem này. Chấm sơn này. Ốc này. Quá đẹp đúng không các bác? Chân máy này. Chân máy này các bác nhé. Máy này các bác này. Ốc mặt máy này. Ốc bô này. Các bác xem, em quay cho các bác xem như này này, chắc các bác cũng nắm được rõ chi tiết về cái chất lượng của chiếc xe này đúng không các bác? Đó. Quá ổn, thật sự là nó quá đẹp các bác ạ, một cho một chiếc xe cũ như thế này. À, gọi là bác nào mà thật sự đang cần mua VinFast Fadil thì em phải công nhận với các bác một điều là con xe này của em nó cực kỳ đẹp các bác nhé. Nó rất là chất các bác ạ. Kính zin này, tất cả cái hệ thống nhựa này, chân kính này, đèn này, logo này, nguyên bản hết các bác nhá. Quá đẹp đúng không ạ? La răng này, la răng như mới tinh các bác, vẫn còn nguyên, chưa một vết xước nào cả, nguyên bản mà mọi người. Bậc lên xuống các bác này, nhìn cái bậc lên xuống này, bậc lên xuống cửa phụ này, quá tuyệt vời. 309 triệu các bác nhá, sản xuất và đăng ký 2020 ạ, bản bay. Bác nào có nhu cầu thì các bác ơi em, cảm ơn các bác ạ.